Chào anh Nhật, xin chào các bác nhé. Em tiếp tục giới thiệu các bác một con Toyotomi. Toyotomi kèm khiển zin này các bác này, rất là hiếm nhá. Không có nhiều con máy như này đâu ạ. Có khử khuẩn AG cộng này. Vỏ tình trạng vỏ nguyên không sơn các bác nhé. Vỏ nguyên không sơn nhưng rất trắng đẹp. Đấy. Em nhập hàng tuyển chọn thì là vỏ nguyên không sơn rất trắng. Tình trạng bọn này thì riêng đối với cái Toyotomi này thì nó sản xuất gọi là Made in Japan, thị trường sản xuất tại Nhật luôn. Chạy rất là êm, độ lạnh sâu khỏe, êm ái bền bỉ, thiết kế cong khá đẹp luôn. Đi kèm một chiếc điều khiển zin này, này khá là hiếm nhá. Con này đi kèm điều khiển zin cho nên là em bán là 4,2 triệu, mã số 22 này. Đấy, bảo hành 6 tháng cho các bác. Đấy, giá chưa phí vận chuyển. Đấy, chưa biến áp. Phí vận chuyển là 150.000 toàn quốc, biến áp là 500.000, 1.500 VA. Đấy. Các bác lưu ý là cái máy này nó đi kèm điều khiển zin nhé. Đấy, 4,2 triệu, bác nào lấy ba lô cho em nhé. Dùng trong phòng khoảng 15 m2 đổ lại, chạy rất là êm. Chào các bác.